Sáng 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa tổ chức một cuộc họp để rà soát, làm rõ mọi thủ tục pháp lý liên quan đến các tòa tháp có dấu hiệu sai phạm gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Trong đó, có dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Luẩn Cú, thuộc địa bàn Buôn Bản Luẩn Cú, huyện Đồng Văn và dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, ở đô thị Đồng Văn. Buổi họp đi đến thống nhất sẽ xây dựng đoàn công tác do một chỉ huy Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với giám đốc các sở, ngành có liên quan để kiểm tra những dự án trên địa bàn. Một cán bộ có trách nhiệm đang công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra trọn vẹn hồ sơ của các dự án. Riêng đối với dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Luẩn Cú sẽ tạm thời đình chỉ để đáp ứng quá trình kiểm tra, đồng thời, tỉnh sẽ làm rõ chủ trương đầu tư, vốn buôn bản hội hóa ngoài hồ sơ của dự án này. Tiếp đến là ý kiến của tất cả các cơ quan chuyên môn đã đưa ra nhưng thực tế chủ đầu tư đã triển khai như thế nào. Cũng trong ngày 25 tháng 10, một cuộc họp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức để thống nhất phương pháp, giao các phòng, ban chuyên môn tổ chức rà soát lại các nội dung có liên quan đến dự án. Trước đó, các trang báo chí đưa tin, sườn núi gần di tích cột cờ Luẩn Cú bị bạc toan quá hiện ra một quần thể kiến trúc. Qua tìm hiểu, các tòa tháp nêu trên thuộc dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Luẩn Cú đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang trao giấy chứng nhận đầu tư và khởi công vào năm 2016. Công trình này được xây cất với tổng diện tích sử dụng đất là 75 hectare. Trong đó, hạng mục chính của dự án gồm khu tâm linh chùa Luẩn Cú có diện tích 70,5 hectare, hạng mục đại tượng Phật có diện tích khoảng 4,5 hectare. Dự án này nằm cách di tích cột cờ Luẩn Cú khoảng 500 mét, do công ty cổ phần Phúc Lộc Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 800 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, một quần thể gồm 6-7 tòa tháp thuộc khu tâm linh chùa Luẩn Cú đang dần được hoàn thiện. Xung quanh đại công trường, đất đá bị san lấp ngổn ngang để tạo mặt bằng xây cất dự án. Ngay bên dưới, những con đường đang được hiện ra.